ăn vào đây có rồi chứ ăn xong được. Đây tiết canh heo rừng đây mọi người ơi. Heo rừng nhưng mà nó lai thôi chứ không phải là heo rừng. Heo lai là heo rừng. Đây heo heo rừng nướng đây. Trời ơi toàn là hot girl không nè. Này ở châu Phi mới qua. Chào các bạn nha. Rồi. Chào nha. Chào anh chị. Đây đây. Bữa nay trời nó cũng muốn mưa nữa. Anh em tổ chức nhậu thôi. Với lại là chủ nhà chịu chơi quá, chơi luôn con heo luôn. Vô Long ơi. Vô vô đây trời ơi, anh để cho thằng Thủ nó làm. Thằng này là nó là đạo diễn nướng con heo. Vô đi Vũ, vô đi Vũ. Vô đi không? Đây nè mọi người ơi, nhìn nó nướng mà da nó vàng như vậy nè. Hiện nay thì ai mà chịu cho nổi. YouTube nó làm xong rồi nhìn nó lên ai mà con này con gì ta? Con này con gì? Thôi bây giờ mắc của lai rai rồi nghe anh em, thôi chắc mình cũng ngưng clip ở đây thôi.